Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16 tháng 12 thì một bộ phận không khí lạnh mạnh đã di chuyển xuống nước ta. Hôm nay 17 tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã rét đậm. Vùng núi Bắc Bộ có rét hại. Cơ quan khí tượng cũng nhấn mạnh là đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta lần này nhiều khả năng sẽ gây ra băng tuyết ở miền núi phía Bắc. Theo đó, từ đêm 16, nền nhiệt khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ giảm thấp nhất trong ngưỡng 15 đến 17 độ. Đặc biệt lưu ý, khoảng đêm 18 tháng 12, không khí lạnh khả năng được tăng cường bổ sung thêm, khiến nền nhiệt toàn miền tiếp tục hạ sâu. Đây chính là thời điểm khu vực núi cao có thể xuất hiện băng giá và sương muối. Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt xuống ngưỡng 17 độ từ đêm 16 tháng 12, sau đó tiếp tục giảm sâu trong những ngày tiếp theo. Thời điểm rét nhất trong đợt tới là ngày và đêm 19 tháng 12, nhiệt độ chỉ ở ngưỡng 11 đến 15 độ, thấp nhất kể từ đầu mùa. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ khoảng 17 tháng 12, các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Cần đề phòng trong mưa dông có lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Cảnh báo hiện tượng rét đậm rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20 tháng 12. Liên quan đến vụ việc chủ cửa hàng xe máy lớn ở thành phố Hồ Chí Minh mua 10.000 phiếu kiểm tra chất lượng, sau đó thì mua xe trộm cắp, xe gian về tân trang để bán và thu lợi hàng chục tỷ đồng. Bước đầu thì cơ quan công an xác định chủ cửa hàng xe này đã bán ra 3.911 xe máy cho khách hàng trên nhiều tỉnh thành trong khắp cả nước. Đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh mới đây cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 người gồm Bùi Văn Tân cầm đầu và các đồng phạm cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua công tác đăng ký cấp biển số xe máy, cơ quan công an phát hiện các dấu hiệu bất thường như mài, đục lại số khung, số máy trên nhiều phương tiện. Truy nguồn gốc xuất xứ, công an xác định các xe máy này từ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến, có địa chỉ tại huyện Bình Chánh, Hóc Môn do Bùi Văn Tân, 40 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn làm chủ. Khám xét khẩn cấp tại hệ thống cửa hàng và các địa điểm có liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện tạm giữ 290 máy, trong đó thì có 142 xe thì bị đục số khung, số máy. Truy nguyên một xe máy đã bị mất trộm vào năm 2016. Đặc biệt là thu hơn 10.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy ở các hãng, máy móc thiết bị dụng cụ để sử dụng mài, đục lại số khung số máy, cùng với nhiều tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử có liên quan. Bước đầu thì cũng xác định là năm 2021 đến năm 2023, thì Tân đã bán ra 3.911 xe máy cho khách hàng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chỉ tính riêng, năm 2023 thì đã bán ra 1.549 xe, thu lợi bất chính vào khoảng 15 tỷ đồng. Thưa quý vị, không chấp hành tín hiệu dừng xe của tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn, tài xế xe ô tô 4 chỗ tăng ga và tông thẳng vào hai cảnh sát giao thông ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Lực lượng chức năng đã truy đuổi và xác định được danh tính của tài xế 20 tuổi này. Vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 15 tháng 12, tại đường Khánh Hòa, thị xã Duy Tiên, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Duy Tiên dừng ô tô 4 chỗ màu đen để kiểm tra nồng độ cồn. Tài xế đã không tuân thủ, tăng ga bỏ chạy và đâm trúng hai cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, khiến cả hai ngã vào vệ đường. Sau khi gây ra vụ va chạm, tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy. Cán bộ cảnh sát giao thông bị thương đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Nam và công an thị xã Duy Tiên nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định xe ô tô trên mang biển số 30K46084, nhãn hiệu Honda HR-VRS. Chủ phương tiện sinh năm 1981, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Qua xác minh ban đầu, người điều khiển xe ô tô thời điểm xảy ra sự việc là Phạm Đình Huân, sinh năm 2003, con trai của chủ phương tiện. Tại cơ quan công an, bước đầu nam tài xế khai nhận về hành vi vi phạm của bản thân. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong suốt 2 năm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người bệnh, nhất là người tham gia bảo hiểm y tế. Cầm tấm thẻ bảo hiểm y tế trong tay nhưng người bệnh lại phải đi mua thuốc bên ngoài do thuốc và vật tư trong danh mục đã hết, chưa mua sắm hay đấu thầu được. Người bệnh phải bỏ tiền túi chi trả cho chính quyền lợi mà đáng lẽ ra họ phải được nhận. Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng là ngành y tế và các bên liên quan phải thanh toán bù cho người tham gia bảo hiểm y tế khi phải mua thuốc ngoài để đảm bảo tính công bằng, để người dân còn có niềm tin vào tấm thẻ bảo hiểm y tế. Vậy ngành y tế liệu có làm được điều này? Và nếu làm thì sẽ thực hiện theo những nguyên tắc như thế nào? Phóng viên VTC đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế thuộc Bộ Y tế để làm rõ hơn về vấn đề này. Thưa bà Trần Thị Trang, trong suốt 2 năm qua, tình trạng thiếu thuốc, thiết bị và vật tư y tế đã ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế ạ? Cũng có một số các cái cơ sở y tế là cũng có cái tình trạng là
ngại mua sắm do là một số các cái quy định có thể là chưa rõ ràng hoặc là có những cái quy định nó không phù hợp với việc mua sắm thuốc của ngành y tế, trong khi là nó chỉ phù hợp với các cái mua sắm hàng hóa thông thường thôi. Thì đấy cũng là một trong những cái vấn đề. Và cái việc mà nếu như để cái tình trạng mà thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế thì nó ảnh hưởng trực tiếp, thứ nhất là đến cái chất lượng điều trị, thứ hai là người dân sẽ phải chi cái tiền túi của họ ra để mà mua thuốc, trong khi thì có những người người ta đã tham gia bảo hiểm y tế rồi mà lại không được bảo hiểm y tế chi trả. Thì đây là một cái điều mà có thể nói là tác động trực tiếp đến quyền của người bệnh. Cho nên cái việc bảo đảm quyền của người bệnh là một trong những cái nội dung mà cần phải được quan tâm và phải được các cái cơ sở y tế bảo đảm, cũng như là phải có các cái chính sách của nhà nước. Và rõ ràng là bà nhận thấy và cũng rất là thấu hiểu những cái thiệt thòi mà người tham gia bảo hiểm y tế đã phải gánh chịu trong suốt 2 năm qua. Về nguyên tắc, cơ sở phải bảo đảm đủ thuốc cung ứng cho người bệnh. Còn trong trường hợp thiếu thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu các cái giải pháp để mà bảo đảm là người bệnh có thể được thanh toán các cái chi phí mà họ đã phải trả ra. Do cái việc mà thiếu thuốc có thể do bất cứ nguyên nhân nào, khách quan cũng như chủ quan. Nếu như là cái nguyên nhân khách quan thì chúng ta vẫn cứ phải thực hiện cái thanh toán lại cho người bệnh. Nhưng kể cả trong trường hợp là nguyên nhân chủ quan, do một số nơi, cơ sở khám bệnh chữa bệnh nào đó mà không mua được thuốc cho người bệnh, thì cái trách nhiệm mà người bệnh phải chi tiền túi của họ ra, bỏ ra để mà mua thuốc ấy, thì cái trách nhiệm mà để bảo đảm cho người bệnh được thanh toán vẫn là một cái quyền của họ. Và chúng tôi cũng đang cố gắng nghiên cứu để mình có cái giải pháp. Và trong cái thời gian vừa qua cũng đúng là thực tế cũng có những cái, nếu như có những cái trường hợp người bệnh mà do cái điều kiện là thiếu thuốc, vật tư y tế mà người bệnh phải mua ngoài, thì cái đấy thuộc cái trách nhiệm của cơ sở y tế. Đầu tiên vì đã phải bảo đảm cái mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái trường hợp nó là do những cái yêu cầu khách quan, như do những cái nguyên nhân khách quan đấy, mà rất là nhiều các cái yếu tố về mặt đứt gãy chuỗi cung ứng, thế rồi về mặt cái một cái thời gian dài, những cái quy định về mua sắm nó rất là khó khăn. Vừa qua trong kỳ họp Quốc hội thứ 6 thì rất nhiều đại biểu ý kiến rằng là chúng ta phải thanh toán bù cho cái phần mà người bệnh phải chi trả để mua thuốc và vật tư y tế bên ngoài, do là những cái thuốc và vật tư y tế trong danh mục bảo hiểm y tế bị thiếu. Không biết là ý kiến của bà về vấn đề này như nào ạ? Thì chúng tôi cũng đang dự thảo một cái thông tư thực hiện theo quy định tại điều 31 của luật bảo hiểm y tế, là trong trường hợp đặc biệt thì Bộ trưởng Bộ Y tế có thể quy định việc thanh toán trực tiếp cho người bệnh. Mà nếu như mà vì cái lý do là cơ sở không có thuốc, không có sẵn có thuốc và trang thiết bị vật tư y tế, thì người bệnh có thể được thanh toán trực tiếp theo điều 31 của luật bảo hiểm y tế hiện hành. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái vấn đề khó, và chúng tôi cũng đang cố gắng để tiếp thu ý kiến đại biểu và thực hiện đúng cái quy định của điều 31 của luật bảo hiểm y tế. Còn đối với cái quan điểm của ngành y tế thì số 1 vẫn phải là các cái giải pháp để bảo đảm sẵn có đủ thuốc, vì nó còn liên quan đến vấn đề an toàn trong sử dụng thuốc, rồi vấn đề trách nhiệm của cơ sở y tế trong cái theo dõi cái vấn đề sử dụng thuốc và có những cái giải pháp kịp thời để mà xử lý các cái tai biến rủi ro, rồi vấn đề bảo đảm chất lượng thuốc, rồi rất là nhiều các cái nội dung khác cần bảo đảm trong cái khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và cái phương cách cuối cùng thì chúng ta mới phải áp dụng cái biện pháp là thanh toán trực tiếp trong trường hợp là thiếu thuốc. Thế thì đối với ý kiến của đại biểu, chúng tôi cũng sẽ có những cái phần là chúng tôi cung cấp thông tin và giải trình thêm những cái biện pháp mà Bộ Y tế đã làm. Thế còn là những cái nội dung mà ý kiến xác đáng của đại biểu thì chúng tôi đang nghiên cứu. Bộ Y tế cũng đang tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân rồi các bộ ngành để tháo gỡ làm sao mà người bệnh họ phải được bảo đảm thuốc, và trong trường hợp do những cái nguyên nhân kể cả chủ quan và khách quan mang lại mà người bệnh không được bảo đảm mà phải đi ra mua ngoài trong cái phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế mà họ được thanh toán, thì phải có cơ chế để thanh toán trực tiếp cho người bệnh những cái phần đó. Các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng người dân Việt Nam phải bỏ tiền túi chi trả cho y tế còn cao, tức nghĩa là khoảng 40%. Không biết là bà có ý kiến như thế nào về điều này?
giá dịch vụ y tế của mình thì chưa được tính đúng tính đủ. Đấy, các cái chi phí trong đó có một số các cái chi phí như là cái chi phí quản lý, rồi chi phí một số các cái chi phí khác nữa. Thì như vậy thì nó làm cho là cái giá dịch vụ y tế nó chưa thực sự sát với cái chi phí mà phải bỏ ra. Cho nên đương nhiên là cái phần đồng chi trả của người dân nó sẽ tăng lên để bảo đảm nó bù đắp lại những cái chi phí mà chưa được tính đúng tính đủ. Thế rồi là một số các cái nguyên nhân khách quan khác nữa, ví dụ như là cái chỉ định dịch vụ kỹ thuật, cũng có một số các cái trường hợp là chỉ định dịch vụ kỹ thuật nhiều lên hoặc cái số ngày điều trị nó tăng hơn. Rồi một số các cái nguyên nhân chủ quan khách quan khác làm cho cái chi phí của mình nó tăng. Thế rồi là cũng có cái thực tế là cái mức đóng bảo hiểm y tế của chúng ta bây giờ đang còn thấp. Nếu so với các cái quốc gia khác thì cái mức đóng bảo hiểm y tế của chúng ta là thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực ASEAN, chưa nói đến là các cái quốc gia ở các cái nước phát triển. Thế thì với một cái tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế còn thấp nhưng cái phạm vi chi trả rồi các cái dịch vụ kỹ thuật của chúng ta lại nhiều. Thế cho nên là cái quỹ bảo hiểm y tế cũng chưa thể nào mà chi trả được hết các cái phạm vi quyền lợi. Thế cho nên là với cái quỹ bảo hiểm y tế một năm của chúng ta như thế thì chưa thể bao phủ hết được một số những cái dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn. Rồi một số các cái vật tư và thuốc thì chúng ta vì cái giá cao, thế cho nên chúng ta chỉ có thể cho thanh toán độ khoảng 30%, 50%, 70%. Như vậy cái phần đồng chi trả của người bệnh đối với một số các cái thuốc mà giá cao, đặc biệt những cái thuốc đắt tiền như là thuốc điều trị ung thư, rồi các cái bệnh không lây nhiễm, các cái bệnh mãn tính như là tim mạch này, tăng huyết áp này, tiểu đường này. Đấy, thì là những cái bệnh mà cái thuốc và vật tư chi phí lớn, rồi chạy thận nhân tạo, rồi đặt stent. Thế thì chúng ta thấy là cái việc mà những cái giá thuốc nó so với cái thu nhập và so với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế cũng là một trong những cái nguyên nhân nó làm cho gia tăng cái chi phí tiền túi của người dân. Sắp tới vụ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các ban ngành như thế nào trong cái việc mà đưa ra những cái văn bản pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế ạ? Thì một trong những cái giải pháp chúng tôi sẽ thực hiện đầu tiên là rà soát và sửa đổi các cái quy định liên quan đến mức đóng cũng như là cái phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế, và sẽ tăng cái phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế đối với một số các cái bệnh. Thứ hai là mở rộng phạm vi quyền lợi đối với một số các cái thuốc, mặc dù nhiều thuốc đắt tiền đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả rồi, nhưng mà tới đây thì chúng tôi cũng cố gắng là cập nhật danh mục thuốc để mở rộng cái tỷ lệ, phạm vi, điều kiện chi trả bảo hiểm y tế, để làm sao mà quỹ bảo hiểm y tế sẽ tăng được cái một số các cái loại thuốc mà chi phí lớn, đắt tiền, để cho người bệnh giảm cái chi tiền túi. Cái thứ hai nữa là cũng tăng mức đóng để nó tương xứng với phạm vi quyền lợi. Hoàn toàn là có thể là chia sẻ và có các cái giải pháp để tháo gỡ. Nhưng nếu là chủ quan, do đủ điều kiện mua sắm, có thể thực hiện được mà vì các cái lý do khác nhau mà không bảo đảm cung ứng thuốc thì cũng có các cái biện pháp để xử lý. Trong đó có các cái trách nhiệm về mặt công vụ, rồi trách nhiệm về mặt kỷ luật và về mặt chuyên môn. Chúng tôi cũng đang tính đến các cái giải pháp. Ví dụ như khi cơ chế chính sách đã đủ rõ, có những cơ sở khác người ta mua sắm được, nhưng cũng có những cái cơ sở vì tâm lý ngại mua hoặc vì rất là nhiều các yếu tố khác mà không mua sắm hoặc là mua sắm không được cho người bệnh, thì chúng ta cũng phải xem xét để ví dụ như là các cái cơ sở đó không đủ điều kiện thì có thể là thu gọn cái phạm vi hoạt động chuyên môn của họ lại, không, tức là cái hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng có thể là chỉ ký hợp đồng trong một cái điều kiện nhất định thôi, tức là nếu họ không bảo đảm đủ thuốc cho cái chuyên khoa nào, danh mục kỹ thuật nào thì cái hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng chỉ được là trong cái phạm vi mà họ sẵn sàng đủ thuốc thôi. Còn nếu như không đủ thuốc thì cũng không đủ điều kiện để ký hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, hoặc có thể là xem xét để là tạm đình chỉ hoặc là thu gọn cái giấy phép hoạt động của họ lại chỉ trong một cái phạm vi chuyên môn. Tức là sẽ phải có các cái giải pháp đồng bộ. Thế còn nếu như mà tất cả các cái cơ chế chính sách đều tạo điều kiện thuận lợi mà vì những cái lý do chủ quan thì cũng có những cái chế tài, ví dụ như là xử phạt vi phạm hành chính, rồi là xem xét về cái trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm công vụ của người đứng đầu hoặc của những cái đơn vị cá nhân có liên quan, để mà có giải pháp làm sao hướng đến mục tiêu cuối cùng là quyền lợi của người bệnh là phải được đặt lên trước hết. Vâng, cảm ơn bà đã nhận lời mời tham dự chương trình ạ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tổng hợp tin tức trong nước của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.